Với em hỏi lại thầy bên phía bên kia coi sao nha. Theta S chia cho VS này á, nếu mà ở đây nó mũ 2 á là mình sẽ không sử dụng bộ BID để điều khiển được. Nếu mà 2,749 chia cho S cộng cho 0,40,23 thì được. Chứ còn S bình phương cộng 40,23S đa thức bậc 2 là không ổn nha. Em hỏi là coi có phải là 2,749 chia cho S cộng cho 40,23 thôi hay không. Nếu mà mẫu số nó bậc 1 thì mình mới giải quyết bằng BD được nha.